một tí nhá anh Hiệt ơi. Anh thích không đợi không? Đợi đợi em một tí tẹo thôi. Tí tẹo kìa thôi. Mời quý vị và các bạn đến với sân vận động trường cấp 3 Sài Gòn Bắc Cạn để theo dõi trận thi đấu bóng đá giữa hai đội FC Phương Viên gặp FC Tàu trong hồ giải vô địch bóng đá thanh niên trung học phổ thông mở rộng của huyện Sài Gòn. Đội Phương Viên là đội mang trang phục màu vàng bên phía tay trái màn ảnh nhỏ của quý vị và các bạn. Đội FC Tàu là đội mang trang phục màu đỏ bên phía tay phải màn ảnh nhỏ của quý vị và các bạn. Vâng, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Chúng ta cùng đến với trận thi đấu thứ 5 trong thứ 6 trong khuôn khổ giải bóng đá thanh niên. Vâng, bóng đá trường trung học phổ thông trận đấu thứ 6. Đá biên cho các cầu thủ Phương Viên. Và ném biên đá biên cho các thủ Phương Viên. Chúng ta là không cộng. Vâng, cơ hội rất đáng tiếc, cơ hội cho các thủ Phương Viên có thể mở được tỷ số nhưng họ đã không sử dụng được thành công. Một pha kê chân rất phạm lỗi. Đá phạt cho các thủ Phương Viên là lỗi của Khánh Phương tại FC và trọng tài xác định có một quả đá phạt cho các cầu thủ Phương Viên. Vâng, không qua được. Không được, Hà Giang. Vâng, Hà Giang khéo léo, vâng, nó được trả lời cho Trung Tiến. Trung Tiến các bóng này lên phía trên, tuy nhiên thì bóng không đến được các cầu và đá biên cho các thủ FC Tàu. Đá biên cho các cầu thủ FC. Người đang chuẩn bị thực hiện quả đá biên là Triệu Đức Văn. Đức Văn đã bóng ở phía trên. Đá biên cho các cầu thủ Phương Viên. Quyền đá biên cho các cầu thủ Phương Viên. Ít phút trôi qua thì trận đấu vẫn đang được diễn ra và tỷ số trên sân hiện tại vẫn đang là 0-0. Vẫn thắng và chèo bóng sâu vào trong. Tuy nhiên thì thủ môn Đức Hà đã bắt bóng. Lòng mà nói chưa được. Đây, lấy âm của em nữa. Em đỡ phải bị nhuận nữa. Còn em không biết nhiều về hai đội. Em lấy hình ảnh thôi. Cúp 3 vừa có tình huống ném bóng cho bên hậu vệ của mình. Quyên này. Tiếp theo là câu thủ Phương Viên ở trước lấy một cái bình nước kia với lại một cái cốc nhé. Vâng. Hai cốc nhé. Rất hay. Rất tiếc bóng đã không qua được hàng. Lấy một cái bình nước với một cái hai cái cốc. Câu thủ KFC và đi hết đường bên ngang. Tiếp theo là một quả phát bóng lên cho câu thủ KFC. Vâng, thủ môn Phùng Đức Hà đang chuẩn bị phát bóng cho các đồng đội. Vâng, bóng được ném lên rất mạnh bên phía gần bên trên của các cầu thủ Phương Viên. Tuy nhiên thì hậu vệ của Phương Viên đã đưa bóng ra ngoài. Và tiếp theo là một tình huống đá biên của đội tuyển FC. Vâng, cầu thủ Phương Viên và đá biên là Triệu Đức Văn. Vâng, bóng được quyền quần ở khu vực giữa sân. Vâng, các cầu thủ Phương Viên đang kiểm soát bóng. Làm gì? Vâng, rất may. Rất may vừa rồi các cầu thủ Phương Viên bị mất bóng và đã đưa bóng đi hết đường biên dọc. Một quả đá biên cho các cầu thủ 8C. Đề nghị đội 8C cử cầu thủ dự bị sang phía bên biên nhanh vào trong cuộc. Vâng, xuất xa không vào để hỗ trợ nhận bóng theo biên bản thống nhất của các đội trưởng đã họp bóng đi vào thẳng ngang và
trước khi giải đấu diễn ra thủ môn cúp ba bên của phía các cầu thủ Phương Việt. Vâng, tiếp theo là tình huống vâng không có không có nào vẫn lên cả vừa rồi là các cầu thủ không đập vào đối phương ra ngoài thì đi với bóng bóng chưa đặt chết ở trên vạch ngay vừa rồi là một tình huống đá biên sai quy định tái xe và cầu thủ thành viên tài viên không đúng luật bóng vẫn được triển khai đều đều lên phía trên tuy nhiên thì đã đi hết đường biên dọc rồi đường biên ngang. Bóng được triển khai cho cầu thủ Phú Yên. Vâng, qua người rất hay. Không. Vâng. Vừa rồi thủ môn Phú Đức Hà rất tỉnh táo và đưa bóng đi hết đường biên dọc. Đá biên cho các cầu thủ Phú Yên. Vâng. Cầu thủ số 2 của Phú Yên đá biên nhìn lại cho đồng đội mình. Bóng được phất mạnh lên phía bên trên. Và liệu có ai đón được chuyền không? Vâng, vẫn chưa là các cầu thủ Phú Yên. Vâng. Ngân thắng. Chuyền vào. Các cầu thủ Phú Yên có cơ hội. Sang không lượt tiếc. Bóng được phá đi hết đường biên dọc. Không có tình huống nguy hiểm cho các cầu thủ Phú Yên. Cầu thủ số 2 của Phương Viên đó mới chẳng đánh đâu không có gì nguy hiểm. Vâng, vẫn là các cầu thủ Phương Viên dứt điểm không dứt điểm được. Vẫn là các cầu thủ Phương Viên làm gì bóng vẫn còn trong cuộc. Như vậy bóng đã đi hết đường biên ngang quả đã phát bóng lên cho các cầu thủ ABC chứng kiến chuyền bóng rất hay cho Hà Giang. Hà Giang và Đức Văn đang chuyển bóng qua lại với nhau không được rồi mất bóng rồi. Vâng, như vậy trọng tài xác định là có tình huống đá biên dành cho các cầu thủ TVC. Vũ Cường ơi, tỷ số trên sân hiện tại đang là 0-0. Vâng, dường như ở những phút thi đấu đầu tiên thì các cầu thủ đang thăm dò nhau và vâng. Như vậy vừa rồi là có một tình huống bất lưới nhà của các cầu thủ Hướng Viên. Tỷ số trên sân đang là 1-0 nghiêng về các cầu thủ Tàu FC. Vâng, vô tình thì các cầu thủ Tàu FC đã có bàn thắng ở tỷ số 1-0. Thì bàn thắng ghi mở tỷ số thì được ưu tiên cho các cầu thủ AFC. Cầu thủ Phương Liên đã có một tình huống phòng ngự không thành công. Vâng, anh Phương bài, vẫn là cầu thủ không có đủ không gian để thực hiện đường chuyền. Vâng, vẫn là những cái pha tranh chấp ở khu vực giữa sân. Chọc bóng, vâng rất là hay. Có vào không? Vâng, vừa rồi thủ môn Phú Nữ Hà đã băng ra cản hòa bóng rất kịp thời. Vâng, liên tiếp là những pha dứt điểm và cuối cùng thì bóng đã đi hết đường biên dọc. Đá biên cho các cầu thủ Phương Viên. Đá biên cho các cầu thủ Phương Viên. Vâng, bóng được đá rất mạnh vào phía bên trong. Tuy nhiên thì bây giờ Phú Nữ Hà đã đấm bóng đi hết đường biên dọc. Tiếp tục là một quả đá biên khác cho các cầu thủ Phương Viên. Vâng, bóng được đang lực ở khu vực vòng cấm của các cầu thủ Viên. Dứt điểm không vào. Dứt tiếng cho cầu thủ Viên. Vừa rồi bóng đã chạm cột dọc khung thành đi ra phía bên ngoài. Dứt tiếng cho cầu thủ Viên. Ném biên cho các cầu thủ AFC. Vâng, bóng được đá sâu xuống. Vâng. Điểm không vào. Vâng.
người đang không được. Vâng. Các cầu thủ cất bóng rồi, cất tiệc. Vâng, và các cầu thủ KFC đi về cất bóng rất là nhanh và cầu thủ vừa tranh chấp bóng là Trung Tuyến. Bóng đang quyền kiểm soát của cầu thủ Phương Viên. Cầu thủ Phương Viên phát bóng rất mạnh lên phía trên qua đón được đường chuyền luôn. Vâng, bóng rất tiếc là đã chạm đôi chân của Đức Văn đi hết đường biên dọc. Tạo yên cho cầu thủ Phương Viên. Bóng vẫn đang luồn quần ở khu vực. Vâng, dứt điểm. Vâng, cầu thủ Tài FC áp sát rất nhanh. Vâng. Mục tiêu vừa rồi cầu thủ Phương Viên đã không chế bóng thành công và đá biên cho các cầu thủ AFC. Quang Hiếu đang quan sát, vâng, phát bóng mạnh lên phía trên, tuy nhiên thì không cho ai cả và bóng đã đi hết đường biên dọc. Cầu thủ Phương Viên tiếp tục tổ chức phản công. Không có gì nguy hiểm cho cầu thủ Phương Viên. Mục tiêu là cầu thủ Phương Viên. Vâng, như vậy trọng tài xác định có tình huống để bóng chạm tay của cầu thủ Tào Bích Xê. Như vậy, dạ, không. Như vậy là có một tình huống để bóng chạm tay của cầu thủ Phương Viên và bóng vẫn được triển khai trong sân. Chiến Đức Văn, bóng không được đưa vào trong vì các cầu thủ bóng vào bên trong biên đã bóng rất là nhanh. Đường biên tổ chức phản công, rồi bóng được đưa ra hết đường biên dọc bên phía cánh phải của theo hướng tấn công của thủ Phương Viên. Một quả đá biên cho các cầu thủ cáo C. Bóng lên chân của Nông Văn Thắng. Vâng. Nông Văn Thắng với chân trái muốn làm gì? Được, vâng. Rất tiếc. Chuyền bóng sang không được. Rất tiếc. Và cuối cùng thì các cầu thủ Phương Viên phá bóng đi hết đường biên dọc, chịu một quả đá biên cho các cầu thủ AFC. Bóng được triển khai rất nhanh người trong các cầu thủ Phương Viên kiểm soát bóng, chuyền bóng lên trên. Vâng, bóng có được nhả lại không? Không. Các cầu thủ Phương Viên đang vâng. Như vậy là kéo người. Đã có một tình huống kéo người của các cầu thủ Tài FC và cầu thủ kéo người là Hà Giang. Các cầu thủ Phương Viên được hưởng quả đá phạt ở khu vực giữa sân. Cầu thủ đang đứng trước quả đá phạt là Nông Đức Thắng. Đang quan sát và không biết là anh sẽ xúc phạt hay là chuyển vào khu vực vòng cấm địa của các cầu thủ Tài FC. Vâng, anh đã thực hiện một đường chuyền ở ngay ngang khu vực giữa sân. Cầu thủ nhận đường chuyền đang tiếp bóng. Vâng, chuyền bóng lên phía trên. Vâng, rất tiếc. Vừa rồi thì thủ môn và hậu vệ của AFC đã bọc lót cho nhau rất kín đáo và bóng đi hết đường biên ngang. Đã, vâng, một quả phát bóng lên cho các cầu thủ AFC. Vâng, rất hay, không vào. Không kịp.
Thủ môn Quốc Ba đã băng ra rất nhanh. Vừa rồi bằng kinh nghiệm của mình thì thủ môn Quốc Ba của các đội phương viên đã khống chế thành công đường truyền của mình. Bóng đã đi hết đường biên. Đường sút của các cầu thủ tiền đạo bên phía AFC. Người chuẩn bị báo viên cho các đội tuyển. Vâng, là Trung Tiến. Trung Tiến và Thanh Phương. Vâng, dứt điểm. Rất tiếc không vào. Vừa rồi là một tình huống phối hợp rất hay của các đội đám C. Tuy nhiên thì bóng không đi đến được cầu môn cung đành của các đội phóng viên. Tỷ số trên sân hiện tại vẫn đang là 1-0 nghiêng về các đội đám C. Này, các đội đám C cướp được bóng rồi. Không biết được biên dọc đá biên cho các cầu thủ phóng viên. Thời gian của trận thi đấu còn rất là nhiều. Chúng ta còn hơn một hiệp nữa và hiện tại là thi đấu thứ nhất vẫn còn rất là nhiều thời gian nên các cầu thủ chắc chắn là sẽ đưa ra những phương án và chiến thuật hợp lý để thi đấu hết mình và đưa ra những chiến hợp lý. Các cầu thủ tổ chức bắn không? Vâng, rất tiếc là vừa rồi không có ai hỗ trợ cầu thủ Vương Yên trong tình huống rồi. Vâng, người đang tổ chức thành công là Nông Đức Thắng. Vâng, dứt điểm không vào, rất tiếc cho các đội phóng viên. Vâng, bóng được ném rất mạnh lên từ phía thủ môn Phú Nhung Hà của các cầu thủ AFC. Tuy nhiên thì bóng không đi ra đâu cả. Đĩa đường biên dọc. Trước khi đĩa đường biên dọc thì bóng đã chạm một cầu thủ của phương viên và đá biên cho các đội tám thế. Còn các đội tám. Bóng đã chạm tay của Trung Tuyến đội FC. Chúng ta xác định có một tình huống chạm tay của từ Trung Tuyến. Bóng chưa được đặt chết tại vị trí đá phạt. Như vậy Vũ Văn Hiển đã yêu cầu các đội tám thế tổ chức đá phản lại. Vâng, bóng được rút này lên phía trên, tuy nhiên thì rất tiếc cho các đội phóng viên. Một tình huống làm tiếp rất là hay. Vẫn là các đội phóng viên tổ chức phản công. Có được không? Các đội tái FC đã cướp được bóng rồi. Bóng chạm các đội phóng viên đi hết đường biên dọc. Đá biên cho các đội tái FC. Vâng, kính thưa các bạn là tỷ số trên sân hiện tại đang là 1-0 nghiêng về các đội tái FC. Các đội tái FC thì với một chút kinh nghiệm dày dặn của mình khi đá những sân nhỏ thì đã tận dụng được cơ hội và đã dẫn trước các đội phương viên với tỷ số 1-0. Tuy nhiên thì thời gian của trận đấu vẫn còn rất là nhiều. Phản góc cho các thủ tài FC. Và tiếp theo là chúng ta cùng đến với một quả phản góc cho các thủ tài FC. Người đang đứng trước và đá phạt là Chiếu Đức Văn. Còn bóng được đá phạt là vâng, đánh đầu không vào, rất tiếc. Vừa rồi là một cú băng vào đánh đầu các bạn hiểu không hiểu. Đánh đầu. Tuy nhiên thì bóng đi trực cầu môn cung đành của các thủ phương Việt. Một tình huống tấn công của các thủ phương Việt. Tuy nhiên thì pha dứt điểm cuối cùng của tiền đạo bên phía phương Việt bóng đi trực cầu môn cung đành. Là cầu thủ Nguyên. Vâng, nếu như trận đấu này là kết thúc với tỷ số thuận lợi nghiêng về các đội tái FC thì chắc chắn là
trận đấu ngày mai giữa các cầu thủ Phương Viên và Lữ Gia sẽ là một trận đấu thử chiến. Đá viên cho Phương Viên. Các cầu thủ Phương Viên với chiến lược chuyên môn rất là cao và các cầu thủ Lữ Gia cũng không hề hề nhỏ với những ngoại binh chất lượng. Hy vọng là ngày mai sẽ là một ngày kết thúc hai tuần của giải bóng đá trường trung học với trận mở rộng lần thứ 6 năm 2020 trận quyết tiền TT Vinaphone. Phản góc cho các cầu thủ Tàu FC. Tiếp đến chúng ta cùng đến với một tình huống phản góc của các cầu thủ Tàu FC. Ở trong giải thi đấu lần này thì có 12 đội chia làm 3 bảng để hợp lý và các đội chúng ta sẽ thi đấu ít nhất là 2 trận thi đấu. Những gì sẽ đi vào vòng trong vòng tứ kết. Và ở trong bảng thi đấu này thì bảng A là một bảng tử thần. Được coi là bảng tử thần giữa các cầu thủ Tàu FC, Phương Viên và Lữ Tre. Đây là những cầu bảng, đây là bảng có những cầu thủ thi đấu chất lượng, có ngoại binh và có truyền thống của giải bóng đá trung học phổ thông Cô Đơn. Vừa rồi còn là tình huống cầu bóng của hiệp thi đấu thứ nhất. Lữ Tàu FC và Phương Viên đã kết thúc tỷ số đang tạm thời là 1-0 nhưng mà Tàu FC Nguyễn Hà đã ôm trầm trái bóng của mình. Vâng, và mời quý khán giả chúng ta cùng tạm nghỉ trong 10 phút để đến những hiệp thi đấu thứ hai giữa các cầu thủ Tàu FC và Phương Viên. Sau khi kết thúc hiệp giữa Viên thì các cầu thủ Tàu FC đang tạm dừng với Viên với tỷ số là 1-0. Quay người làm quyền lực Vinaphone. Hồi phía các bạn tiếp tục quay trở lại sân vận động cấp 3 trung học phổ thông Chợ Đồn để theo dõi trận thi đấu bóng đá giữa hai đội FC Phương Viên là đội mang trang phục màu vàng bên tay phải màn nhỏ của quý vị và các bạn. Đội FC Tàu FC là đội mang trang phục màu đỏ bên phía tay trái màn hình nhỏ của quý vị và các bạn. Đây là hiệp thi đấu thứ hai của trận thi đấu. Ở trận thi đấu đầu hiệp 1 thì đội FC Tàu FC đang dẫn trước đội Phương Viên với tỷ số 1-0. Đây là hiệp thi đấu thứ hai. Đây là giải bóng đá 7 người trường trung học phổ thông Chợ Đồn mở rộng năm 2000 lần thứ 6 năm 2020. Tranh cúp Vinaphone. Và đá biên cho các cầu thủ Phương Viên. Phương Viên đang phối hợp với nhau. Và đá biên lên cho các cầu thủ Tàu FC. Và đá phạt lỗi của Triệu Đức Văn, cầu thủ màu số 37 của Tàu FC. Đá biên cho Phương Viên. Và đá phạt rất nhanh, không qua được hậu vệ của Tàu FC. Bóng vẫn còn trong sân, một pha phá bóng rất mạnh của hậu vệ bên phía Tàu FC. Tiếp tục đá biên cho Phương Viên. Qua người, rất tiếc đã không qua được hậu vệ của Tàu FC. Vậy là trọng tài xác định đá phạt góc cho các cầu thủ Phương Viên. Và bấm bóng vào trong. Hậu vệ của Tàu FC đã phá bóng ra, phản công cho Tàu FC. Qua được không? Hậu vệ của vậy là bóng nằm trong chân của các cầu thủ Phương Viên. Sau hậu vệ Phương Viên phối hợp với nhau ở trên sân nhà phát triển bóng lên phía trước. Và phạm lỗi của các cầu thủ Phương Viên. Xác định bóng
các tình huống tham lễ của các thủ sinh viên. Và đá phạt nhanh. Thì Đức Văn rất đáng tiếc pha đầu bóng hụt của các cầu thủ Tàu FC tổ chức đá biên nhanh cho các cầu thủ Phương Viên. Đá về cho hậu vệ và mở bóng sang cánh trái, rất một tình huống đánh gót không thành công, bóng đi hết đường biên ngang, quả đá lên cho các cầu thủ Tàu FC. Và ném bóng mất mạnh lên phía trước, bóng đến thẳng tay của thủ môn bên phía FC Phương Viên. Còn lối rồi, vậy là trọng tài xác định không có lối của các thủ Phương Viên. Trận đấu vẫn tiếp tục. Chuyền bóng cho cầu thủ số 8. Vâng, rất nhanh. Không qua được hậu vệ của Tàu FC. Chuyền bóng lên. Rất đáng tiếc hậu vệ của Phương Viên đã cắt được bóng rồi. Sút xa. Không vào. Một pha sút xa rất nhanh của các cầu thủ Tàu FC ở giữa sân. Tuy nhiên bóng đi chệch cột dọc sang khung thành của thủ môn F Phương Viên. Vừa rồi là một cú sút rất căng của Nguyễn Hà Giang. Tuy nhiên thì bóng đi chệch cột dọc ra ngoài. Tổ chức tấn công bên phía cánh phải, bóng vẫn còn trong chân của các thủ Phương Viên. Chuyền bóng ngược lại cho, rất tiếc bóng đến chân không đến chân của tiền đạo. Phản công, chuyền bóng hơi mạnh, vẫn còn, bóng vẫn còn. Một quả đá phạt góc cho các cầu thủ Tàu FC. Không qua được hậu vệ của Phương Viên. Phản công cho Phương Viên. Một pha dọc biên rất... Pha phạt bóng rất mạnh của hậu vệ bên phía Tàu FC. Đá biên cho Phương Viên. Rồi hai cầu thủ phòng ngự của Tàu FC mới có thể cản phá được pha bóng vừa rồi. Một quả đá biên cho cầu thủ Phương Viên. Đá bóng về cho hậu vệ. Sút xa. Và sút xa từng khá rất nguy hiểm. Thủ môn của Tàu FC đã phải bay người cứu bóng ở tình huống vừa rồi. Và đá biên đã phát góc cho cao thủ Phương Viên. Phạm lỗi rồi. Vừa rồi là một tình huống cao chân của các cầu thủ Phương Viên. Lỗi cao chân của thủ Phương Viên. Đá phạt cho Tàu FC. Đá phạt cho Tàu FC. Và phạt bóng mạnh lên bên phía cánh phải. Đức Văn đánh đầu vào. Bóng đến tay của thủ môn Phương Viên. Rất nguy hiểm. Một pha phạt bóng rất là nguy hiểm. Bóng đến chân của tiền đạo đối phương. Rất tiếc cầu thủ Tàu FC đã không tận dụng được tình huống phản công vừa rồi. Đá biên cho Tàu FC. Đánh đầu và tình huống đánh đầu không có gì nguy hiểm cho thủ môn bên phía Tàu Phương Viên. Và đá bóng lên, phát bóng lên cho Phương Viên. Và treo bóng vào thẳng môn khung thành của các thủ Tàu Phương Viên. Tuy nhiên bóng đi vọt sang ngang. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
phát bóng lên không đến được đồng đội. Các cầu thủ công viên có cơ hội cắt được bóng rất hay, một pha cắt bóng rất tốt của hậu vệ số 3 bên phía Tàu FC. Tình huống khá nguy hiểm cho các cầu thủ Phương Việt. Phương Việt được hưởng một quả ném biên, đá biên. Vậy là tiếp tục đá biên cho các cầu thủ Phương Việt. Nhà chuyên môn, những người hâm mộ bóng đá ở Trần Đồn đã xác định bảng đấu này, bảng đấu mà có mặt bóng của hai đội đang thi đấu trên sân rất chiêu chính xác của số 97 bên phía Phương Việt. Bảng này tập trung 3 đội rất mạnh, đó là giải năm nay thì có 12 đội tham dự, đều là những đội chia làm 4 bảng, thành tích rất tốt trong những giải đấu của trung học phổ thông Chợ Đồn cũng như giải đấu của huyện đoàn Chợ Đồn tổ chức. Các cầu thủ Phương Việt cánh phải tiếp tục phối hợp sút và sút nhanh, sút nối. Vừa rồi là một tình huống không có gì nguy hiểm cho thủ môn bên phía Tàu FC. Khá tốt của các cầu thủ Phương Việt. Tuy nhiên vẫn chưa có bàn thắng gỡ hòa cho các cầu thủ Phương Việt. Là các đội viên tổ chức phản công, vâng, đó là các đội viên. Các cầu thủ Tàu FC có cơ hội. Đi hết đường biên dọc là đá biên cho các cầu thủ Phương Việt. Bóng được triển khai cho các đội Phương Việt. Nó thứ sáng. Pha bắt bài của hậu vệ số 5 sút ra và sút rất mạnh, tuy nhiên bóng đi rất cao so với khung thành của Phương Viên của Khánh Phương. Thì là đã phát bóng lên cho các cầu thủ Phương Viên và ném bóng lên cho cầu thủ mang số 97. Và phá bóng rất mạnh của hậu vệ bên phía Tàu FC, bóng đã đi ra tít vườn ngô. Đây xem các bạn, cho các bạn xem bóng đi bay thẳng ra vườn ngô cách 1 km. Ở giải năm nay đá theo bóng đá sân 7, mỗi hiệp thi đấu 25 phút. Đây là hiệp 2 của trận đấu, tỷ số hiện tại đang là 1-0 nghiêng về cầu thủ Tàu FC. Gọi cho cầu thủ Phương Viên chưa đủ khoảng trống để dứt điểm, lỗi rồi. Vừa rồi đã có lỗi của các cầu thủ Phương Viên. Ngoài đội bóng thì chủ nhà là các em học sinh từ nhỏ cũng được đồn ra thì có thêm cái câu lạc bộ là Tàu FC, câu lạc bộ Phương Viên, câu lạc bộ Đồng Thắng, đó là những câu lạc bộ khu đông. Và ngoài ra thì có cái Ngọc Phái, câu lạc bộ và đá phạt cho các cầu thủ Tàu FC, câu lạc bộ Đồng Tây, Bằng Lãng, Yên Phong, Kiến Thượng. Đây là những câu lạc bộ và cắt bóng thành công, cơ hội phản công cho cầu thủ Tàu FC, sút và sút rất thiếu chính xác của tiền đạo bên phía Tàu FC và bắn chim của tiền đạo mang áo số 9 của Tàu FC và phạt bóng lên cho các cầu thủ Phương Viên. Trong giải thi đấu bóng đá trường trung học thì được ghi nhận. Kính thưa quý vị và các bạn đang theo dõi bóng đá trên sân trung học phổ thông Chợ Đồn cũng như khán giả đang theo dõi livestream truyền hình trực tiếp của Nông Văn Tỷ. Giải bóng đá trung học phổ thông Chợ Đồn mở rộng lần thứ 6 được diễn ra vào 4 ngày thứ 7 chủ nhật của tuần này và tuần sau, và giải đấu diễn ra với sự tài trợ của nhà tài trợ chính VNPT Vinaphone, các cầu thủ Tàu FC đang tổ và các nhà tài trợ với mỏ nước, câu lạc bộ Kim Đào Tuyến, kiểu công nguyện đổ bê tông kiểu Italia, họ đang dẫn trước các cầu thủ Hiền Anh, máy tính Phương Thảo, Phương Viên với tỷ số 1-0, Tuấn Trang,
các team cấp 3 và các hãng điện thoại Quang Hưng Mobile. Đây là phút 12 của Hoàng Hải Mobile. Thi đấu thứ hai. Đây là những nhà tài trợ đã đồng hành cùng ban tổ chức chúng tôi trong rất nhiều mùa giải trong những năm qua. Và thay mặt cho ban tổ chức, những người hâm mộ bóng đá Hà Nội xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các nhà tài trợ đã bắt bóng lên cho các thủ phương viên, tài trợ cho chúng tôi về kinh phí để chúng tôi có thể tổ chức các giải đấu hàng năm. Bóng vẫn trong chân các cầu thủ phương viên. Chuyền bóng rất mạnh sang cánh phải, cánh trái. Tuy nhiên là bóng bảo vệ của các cầu thủ tiền đạo của phương viên đã không kịp che bóng ở tình huống vừa rồi. Đá biên cho các cầu thủ Tàu FC. Và phát bóng của cầu thủ Mao số 37 hậu vệ bên phía. Và phát bóng mạnh lên phía trước. Bóng lên chân của đồng đội, tiền đạo rất khéo. Chuyền bóng, cơ hội. Rất đáng tiếc, không được. Một đường chuyền rất đẹp cho Hà Giang. Phản công cho phương viên. Đức Văn không qua được hậu vệ của phương viên. Tiếp tục là đá biên cho Tàu FC. Và chuyền bóng không đến chân của đồng đội, bóng đi hết đường biên dọc, ném biên đá biên cho phương viên. Cuối cùng của bảng A giữa các cầu thủ công viên và Lũng Tre trong một trận đấu sinh tử. Tuy nhiên thì cũng rất mong là các cầu thủ thi đấu với tinh thần giao lưu thể thao. Văn Thắng. Cầu thủ đánh chuẩn như là Văn Thắng. Chuyền bóng sang đến Lũng Tre. Và phá bóng hơi vội của hậu vệ bên phía Tàu FC. Đá biên cho các cầu thủ công viên. Đá biên cho công viên. Tổ chức phần tấn công bên phía cánh phải, qua được người rồi, chuyền bóng không qua được hậu vệ của Tàu FC, bóng đến tay của thủ môn Tàu FC và phát bóng rất mạnh lên, không có gì nguy hiểm cho thủ môn bên phía phương viên. Rất sâu của Đức Hà, các cầu thủ phương viên đã lấy được bóng. Và lỗi kéo người, tuy nhiên trọng tài đã không thổi. Các cầu thủ đã có cơ hội. Không được. Bóng đi hết đường biên ngang, đã phát bóng lên cho các thủ Tàu FC. Chúng tôi đang thấy là tôi và Tài Xế đang điều khiển huấn luyện viên của mình để bước ra đường pit với cường độ thi đấu hai trận trên một ngày thì các cầu thủ cũng tổ chức khá nhiều. Và ném bóng mạnh lên phía trước, tiếp tục đá biên cho cầu thủ Tàu FC. Treo bóng vào trong, bóng đến thẳng tay của thủ môn bên phía phương viên và phá bóng của hậu vệ. Sút xa, và sút xa rất chiều chính xác của các cầu thủ Tàu FC. Khá xa, khá cao so với khung thành của môn Cúp Bạc.
Xin mời hai đội Yên Phong và Phương Tây lên đăng ký danh sách thi đấu. Xin mời hai đội Phương Tây và Yên Phong lên bàn thư ký để danh sách đăng ký danh sách thi đấu. Sút xa và sút xa rất mạnh, tuy nhiên cũng rất thiếu chính xác. Cầu thủ nhặt bóng đã phải đi rất xa. Đây là những em học sinh cấp 3 của trường phổ thông trung học phổ thông Chợ Đồn. Đây là cầu thủ đã bị đau ở trên sân. Vâng, rút không vào. Như vậy trận này xác định là rồi. Đang có một cầu thủ ở trên sân và đã yêu cầu dừng trận đấu. Vâng, một tình huống ham bóng của hai cầu thủ của hai đội Hưng Yên và Thái Bình. Sao cái còi bé thế anh? Không có còi nó to tí à? Còi còi thải nước ấy ạ. Mà còi quên cũng rớt nước. Ngoài còi thổi nó phải to gióng giặc chứ. Này nghe tít 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 chẳng nghe gì cả. Hai hai ba quả bóng à? Này nhưng mà như thế. Hai ba quả bóng rồi đó. Nó phải là 2 triệu. Không. Còi thôi, đang nói cái còi thôi. Ừ, đấy còi đấy. Còi đang thì nó phải là tầm đấy. Dí, còi mấy chục thôi. Mấy chục đâu. Và đây gần còi 100.000. Nhà em bán còi mà, lạ gì với cái còi này. Còi cái còi cầu thủ chả nghe đấy gì cả. Đá biên cho các cầu thủ ta em xem. Lưới đá biên của cầu thủ Tà FC, đá biên cho cầu thủ Phương Viên. Trả bóng về cho cầu thủ Mão số 11 của Phương Viên. Xẻ sang cánh trái, lại chuyền về cho hậu vệ. Và phá bóng lên của các thủ. Bóng đi hết đường biên dọc, đá biên cho các thủ Tàu FC. Cắt được bóng rồi, cắt bóng của cầu vệ Mão Su sút xa. Tình huống sút xa rất mạnh, tuy nhiên bóng đá không qua được chân hậu vệ của cầu thủ Tàu FC. Đá biên cho cầu thủ Phương Viên. Trận đấu không còn nhiều thời gian và các cầu thủ Phương Viên đã rất khẩn trương. Tiếp tục đá biên cho Tàu Phương Viên và đá biên về cho hậu vệ.
Một pha không chế bóng không thành công của cầu thủ mang số 9. Vậy là ngay lúc này trọng tài đã nổi hơi còi kết thúc trận đấu giữa đội Tàu FC và đội Phương Viên. Kết thúc trận đấu, đội Tàu FC giành chiến thắng chung cuộc 1-0 trước cầu thủ Phương Viên. Vô tình đá về lưới nhà. Vậy là xin được chúc mừng cầu thủ Tàu FC đã giành chiến thắng ở trận đấu ngày hôm nay. Với vị trí nhất bảng. Vậy là Tàu FC đã có 2 chiến thắng trước cao thủ thi đấu Lý Tre và thủ Phương Viên. Trong trận đấu về đội Tàu FC là đội nhất bảng. Hai đội trưởng lên đội viên bảng thi đấu. Vé thi đấu vào tứ kết sẽ dành cho là cuộc chiến giữa hai đội Tàu FC và Phương Viên vào trận thi đấu buổi sáng ngày mai. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Video các bạn xem hay thấy like, chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Nhớ ấn đăng ký ủng hộ kênh để nhận thông báo và đón xem những video mới nhất của kênh. Xin cảm ơn rất nhiều. Ở góc máy này chúng ta có thể quan sát được một góc của thị trấn Chợ Đồn, huyện Bạch Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn. Thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn. Máy góc máy quay rất xa, có thể đến 1 km. Rất xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.